Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tử Hồ tập 15 của tác giả Quỷ Cổ Nữ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trời đang tối dần, trên con đường nhỏ chỉ có hai con người mệt mỏi bước đi loạn choạng như một kẻ mộng du. Na Lan rất muốn quát to lên, trách mắng anh không có nên quá dung túng tâm trạng của mình, không nên dùng sinh mạng của mình để mà tưởng nhớ người đã mất chứ. Nhưng mà không thể làm thế. Cô cần để cho Tần Hoài nghỉ ngơi hồi sức. Và cô càng không có tư cách để phê phán tình cảm sâu nặng của anh. Thì ra, những chuyện cổ xưa đã chết cùng chung một nấm mồ vẫn có thể hiện diện trong thời đại phồn hoa đủ sắc màu hôm nay. Điều khiến cho cô có một chút yên tâm là Tần Hoài vừa trải qua cái giờ phút sinh tử luân hồi ngắn ngủi. Dường như anh đã thấy yêu cuộc đời này, hoặc ít ra anh đã bằng lòng cùng với Na Lan trở về nhà. Hai bên đường, những khóm cúc kim tuyến rực rỡ khác thường. Dường như Na Lan cảm nhận được sức mạnh tươi mới của cuộc sống. Rốt cuộc, cô cũng nói được câu đầu tiên là Tư Không Tình cũng đang rất lo cho anh. Anh đã hứa với em rồi, từ nay không bao giờ làm cái chuyện dại dột này nữa. Tần Hoài dừng bước, nắm lấy tay của Na Lan, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô hồi lâu không nói gì. Ánh mắt của anh chứa chan bao cảm xúc đầy phức tạp, đầy xung đột mà cô từng nhìn thấy. Yêu thương, hối hận, xót xa, vui mừng, tuyệt vọng. Tất cả đều hòa trộn là một như mê hoặc. Ôm choàng thật chặt, anh ghi chặt, khiến cho Na Lan dường như nghẹt thở, nhưng mà cô không cảm thấy là thế. Vào thời khắc này, bao nỗi gian truân, căng thẳng thể xác và tâm lý suốt bao ngày qua đang cùng hợp sức tấn công, hòng cướp đi hương vị ngọt ngào của cuộc sống, bắt cô phải tan chảy. Dù cô từng đứng vững trong bao thử thách ghê gớm, nhưng mà cũng như bao người khác, cô vẫn bị tan chảy, bị lạc vào trong lòng của người mình yêu. Khóc không thành tiếng, nụ hôn mặn chát. Nụ hôn này có thể là mãi mãi không? Hoang mang, không biết nữa, thì ra mình vẫn là một con bé bi quan. Na Lan khóc òa nức nở. Có một người đã nhìn thấy tất cả, cũng may đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng người ấy nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh bỉ này. Khuôn mặt tuấn tú của người ấy méo xệch biến dạng. Lòng ngực người ấy như một quả núi lửa đã lâu ngày nằm im, lúc này phun trào. Cửa nhà của Tần Hoài vẫn đang khép hờ, hai người dắt tay bước vào. Trong nhà im ắng không một tiếng động. Có lẽ Tư Không Tình đã ra về. Không phải thế, Tư Không Tình nằm vật dưới đất, bên cạnh đầu là một vũng máu. Phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cặp Nguyên Ương khổ thật, anh em vui nhờ. Hai người giờ dệt mãi khiến cho ta phải chờ sốt ruột không sao mà chịu nổi nữa. Chuyện Na Lan lo nhất đã xảy ra. Quay lại, trước mặt họ là họng súng của đàn Tiêu. Liệu còn phải đối mặt với bao nhiêu họng súng nữa đấy? Dù đang cầm súng, sắc mặt của đàn Tiêu vẫn sáng sủa, bình thản như mọi ngày. Chỉ khác là đôi mắt sâu của anh hoàn toàn không có mang ánh mắt như trước kia. Anh Tiêu có biết là Phương Văn Đông không? Câu hỏi của Na Lan dường như chẳng đâu vào đâu. Cô biết trạng thái của đặng Tiêu lúc này rất khác với Phương Văn Đông đầy sát khí hôm qua. Đặng Tiêu đã thật sự điên cuồng rồi. Sao? Cô cho rằng tôi điên sao? Cô muốn tôi phải phân tán có đúng không? Phương Văn Đông liên quan gì đến tôi? Anh ta mỉm cười. Mỗi ngày nụ cười này có thể khiến cho bao cô gái siêu lòng. Nhưng mà giờ đây nó quái dị không sao tả nổi. Tôi muốn biết anh rõ sự thật. Đương nhiên anh biết Phương Văn Đông, anh ta đã giết Diệt Tuệ vì ghen, vì tuyệt vọng vì không có thể có được cô ấy. Na Lan nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô thậm chí bước lên một bước, đứng gần với đặng Tiêu hơn, gần với họng súng hơn. Cô tự nhủ, mình kể từ lúc này phải đối xử với anh ta như một bệnh nhân. Quen biết anh bấy lâu, tôi biết anh rất hiền hòa, tốt tính. Bây giờ chẳng qua chỉ là sốc nổi nhất thời. Thực ra nếu mà anh hạ súng xuống. Tôi đương nhiên đã nghe chuyện về Phương Văn Đông. Tôi thừa sức lượm được tin đó. Cô muốn tiếp tục bỡn cợt với tôi chứ gì? Tôi đã đối xử với cô như thế nào? Tôi đã cho cô tất cả những gì mà cô cần. Ngỡ rằng sau khi mà cô hoàn thành sứ mệnh của mình,
cô sẽ hiểu ra tình cảm chân thành của tôi. Nhưng mà cô đã, cái lũ con gái các người, cô, quản Diệt Tuệ, Ninh Vũ Hân, các người là một bọn dông ân bội nghĩa, bạc tình như nhau, đều trúng cái bùa mê của thằng khốn nạn này rồi. Tim của Na Lan đau như thắt. Cô bỗng hiểu ra tại sao Ninh Vũ Hân có thể vào nơi Tư Không Trúc tổ chức bán đấu giá. Vì công tử Đặng Tiêu, con nhà giàu thế hệ thứ hai này, được mời thì không có gì lạ. Cô chính là Ninh Vũ Hân ban đầu, là kẻ thế chỗ cho quản Diệt Tuệ. Cô cũng đã mắc sai lầm như Diệt Tuệ. Cô yêu Tần Hoài, cho nên cô sẽ có chung một kết cục như là quản Diệt Tuệ và Ninh Vũ Hân. Na Lan gần như định buộc miệng hỏi, anh đã giết Ninh Vũ Hân, có đúng không? Không ổn, nói thế sẽ càng kích thích anh ta hiếu sát. Anh ta là một con bệnh, có lẽ thuộc loại tâm thần phân liệt, dạng thiên lệch. Tiếc rằng lâu nay cô lại luôn giữ một khoảng cách, không có giao lưu tâm sự với anh ta. Na Lan cảm thấy hối hận, cô từ tốn nói, anh có tình cảm sâu nặng với Diệt Tuệ, ai quen biết anh cũng đều rất cảm động, kể cả tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi, tôi cũng nhiều lần nghĩ rằng nếu có ai đó thật sự yêu tôi sẽ đền đáp người ấy bằng tất cả những gì tôi có. Nhưng mà cô lại không như họ, cô đã yêu hắn rồi, đó là sự đền đáp của cô dành cho tôi, có phải không? Đặng Tiêu gào lên, nét bình thản nhẹ nhõm trên khuôn mặt, dường như đã bị gió thu thổi bay đi tàn biến. Anh Tiêu, bỏ súng xuống đi, chúng ta nói chuyện ôn hòa thì hơn, đôi khi anh có một cảm nhận nào đó, thực ra lại không phải thế. Cô nói là tôi điên chứ gì, tôi bị tâm thần chứ gì. Sát khí nằm sâu trong ánh mắt của Đặng Tiêu. Cô nên biết, có kẻ nói tôi là một gã tâm thần, hắn đã phải chịu kết cục ra sao. Suýt nữa Na Lan buộc miệng, thì ra anh đã giết Phàn Nguyên, tại sao vậy? Hình như Đặng Tiêu đoán được điều nghi hoặc của Na Lan, anh ta nói, cô xem, một ai đó dù rất tốt, rất mực trung thành, nhưng nếu người ấy coi cô như là đồ trẻ con, như đứa con nhà giàu đang bất tài, đùa bỡn cô, thậm chí tìm mọi cách để phá bỉnh đam mê của cô, coi cô như là một kẻ tâm thần vậy, cô vẫn không nghĩ ngợi gì hay sao? Na Lan không nhịn được nữa, chắc là Phàn Nguyên đã nắm được chứng cứ anh đã giết hại Ninh Vũ Hân. Na Lan! Tần Hoài kêu lên ngăn cô lại, nhưng mà đã muộn rồi. Đôi mắt của Đặng Tiêu bỗng mở to, giọng nói hết sức bình tĩnh. Cô đã đoán đúng, bây giờ cô đã biết tại sao Ninh Vũ Hân đi đời tuổi thanh xuân không? Còn Phàn Nguyên lại mất đi cái mạng già. Vậy thì cô nói xem, đứng trước người thiếu nữ lanh lợi thông minh như cô, tôi có thể không rung động được không? Tôi yêu cô. Là sao hả? Tôi yêu Diệt Tệ cũng là sai sao hả? Khi một gã điên rồ bỗng nhiên mất bình tĩnh, thì đó là lúc người ta phải rùng mình lạnh sống lưng. Na Lan nắm vững tâm trạng ấy của Đặng Tiêu, cô nói, tôi không có định chọc tức anh, nhưng mà chính anh biết rất rõ, trong tâm trí của anh, tôi và Ninh Vũ Hân chẳng qua chỉ là kẻ thế chỗ cho quản Diệt Tuệ thôi. Vì thế, anh cho rằng Ninh Vũ Hân yêu Tần Hoài hoặc là tôi yêu Tần Hoài đều là màn diễn lại vở kịch Diệt Tuệ yêu Tần Hoài. Còn anh luôn luôn kết thúc tấn bi kịch ấy. Phàn Nguyên sai lầm ở chỗ, ông ấy quá trung thành với nhà họ Đặng. Từ lâu, ông đã mong bi kịch ấy kết thúc rồi. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Đặng Tiêu gật đầu tán thành. Cho nên Phàn Nguyên chết là đáng kiếp, đúng không? Nhưng Diệt Tuệ bị hại là bi kịch nằm trong bi kịch. Kể từ đó, anh kể cả lúc nằm mơ cũng mong những ngày xưa cũ quay trở lại. Ninh Vũ Hân và tôi lần lượt xuất hiện đã khiến cho anh rơi vào một trạng thái u mê rối loạn. Chúng tôi rất giống Diệt Tuệ, cho nên anh quyết ý coi chúng tôi là kẻ lấp chỗ trống. Chắc chắn anh đã từng theo đuổi Ninh Vũ Hân, nhưng mà lại bị cô ấy từ chối, kể cả khi cô ấy biết mình đang gặp nguy hiểm, đành phải rời bỏ Tần Hoài. Vì thế anh lại càng u mê rối bời. Anh coi Ninh Vũ Hân chính là Diệt Tuệ. Khi cô ấy đang đi vào một bi kịch chắc chắn sẽ xảy ra, anh cho là bi kịch đó sớm kết thúc, chứ không cho nó tiếp tục xảy ra. Tôi cho rằng đây chính là ý nghĩ thật sự của anh để mà sát hại Ninh Vũ Hân. Na Lan nghĩ nếu Ninh Vũ Hân gặp mình nói chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ cảnh báo về mối nguy hiểm Đặng Tiêu rồi. Rất triệt để đấy.
Giọng của Đặng Tiêu bình tĩnh. Cô xem, lẽ ra chúng ta nên sớm nói chuyện với nhau như thế này. Cô ở nhà của tôi lâu như thế, sao mà cô không nghĩ mình phải quan tâm đến tôi một chút vậy? Thế thì tôi nhất định sẽ bù đắp. Muốn rồi. Đặng Tiêu lại hét lên, tay nắm chặt khẩu súng. Anh có nghĩ rằng... Na Lan cũng lớn tiếng gay gắt nói, trong tâm trí của anh, tôi là người thế chỗ Diệt Tuệ tốt nhất có phải không? Nếu anh giết tôi, tức là anh tự tay giết chết Diệt Tuệ. Đặng Tiêu nghe mấy tiếng tự tay giết chết Diệt Tuệ, trong mắt của anh ta đờ đẫn, kinh hãi, đứng ngợt ra như bị sét đánh. Khoảnh khắc ngợt ra ấy đủ để cho Tần Hoài bất ngờ bổ nhào vào Đặng Tiêu. Tiếng súng nổ, âm thanh dội qua dội lại, khắp khu nhà đã có quá nhiều chuyện đau thương này. Đặng Tiêu đã bị Tần Hoài xô ngã, nhưng mà khẩu súng trong tay vẫn chĩa vào Na Lan. Tần Hoài cũng ngã giật ra sàn, vai loan lỗ máu. Na Lan không có nhúc nhích, chỉ khẽ nói, anh Tiêu, bây giờ dừng lại vẫn còn kịp mà. Đặng Tiêu từ từ lắc đầu, xin lỗi, tôi không thể, không thể, cô cũng biết rồi, tôi đã yêu cô mà. Ngày trước Diệt Tuệ nói, tôi là người nếu không có được thứ tôi muốn thì kẻ khác đừng hòng có được. Tim của Na Lan như rơi xuống vực sâu. Lẽ nào đây là kết cục? Khi tiếng súng vang lên một lần nữa, Na Lan đau khổ nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đang đứng, vẫn tồn tại. Súng của Đặng Tiêu rơi xuống đất, bàn tay bất lực buông thong, máu chảy ròng ròng. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ. Na Lan quay nhìn, thấy trong phòng đã có thêm một người. Trong đó có Khám Cửu Kha. Cô không hiểu ra sao nữa. Một bóng người già nua bước vào. Ông quản cảnh quy nhìn Đặng Tiêu đang đau đớn nằm dưới đất. Sắc mặt của ông ta thoáng nét thương hại. Ông khẽ nói, Đặng Tiêu, cháu nên học cách từ bỏ thì tốt hơn. Rồi ông quay sang nhìn Na Lan. Ánh mắt của ông là gì đấy? Bi ai hay là hiền từ thương mến? Cháu cảm ơn bác, cháu xin lỗi vì đã không có nghe lời bác. Ông quản cảnh quy bước đến ôn tồn nói, tôi còn chưa kịp cảm ơn cô. Sự kiên nghị của cô đã an ủi Diệt Tuệ. 3 năm trước, người tôi cử đi đã không bảo vệ được nó an toàn. Lần này chúng tôi đã không lặp lại sai lầm như trước nữa. Khám Cửu Kha đang chỉ huy mấy cái tên thuộc hạ băng bó cho Tần Hoài. Anh ta nói, quản tiên sinh, cho rằng cái dịp này đang có rất nhiều chuyện, cho nên người của chúng tôi luôn túc trực theo dõi nhà của Tần Hoài. Sau khi phát hiện thấy Đặng Tiêu xông vào, đã lập tức thông báo cho chúng tôi biết. Na Lan cảm ơn một lần nữa, quản tiên sinh nói, kể từ nay cháu đừng có giữ kẻ như thế này. Chúng tôi... Không, bác sẽ coi cháu như con đẻ của bác. Bác cũng mong cháu sẽ nhận lời. Tình cảm người cha già dành cho con gái chưa trọn, nay cũng muốn có nơi để mà gửi gắm. Na Lan thấy ấm lòng, bùi ngùi vô hạn, cô trào nước mắt gật đầu. Chương 48, Dĩ Thanh 1. Vì sương mù dày đặc, cho nên tàu thủy lại đến muộn, nhưng mà Na Lan không bận tâm. Cô không có hẹn với ai, cho nên không cần sang đúng giờ. Đắm mình giữa màn sương, cô lại có được cảm giác độc lập cách biệt với đời. Tuy nhiên, cuộc đời này lại có quá nhiều con người và sự việc khiến cho cô lưu luyến. Khi mà tàu sắp cập bến, tim của Na Lan bắt đầu đập nhanh. Cô bắt đầu suy nghĩ, nghiêm túc, xem có nên đặt chân lên hòn đảo nhỏ này không. Thật đáng ghét, mình đã biến thành một kẻ nuông chiều sự ham muốn của lòng mình từ lúc nào vậy chứ? Na Lan nhìn khắp bốn phía, liệu có cặp mắt bí mật nào đang giám sát cô không? Tư Không Tình vẫn đang nằm viện chờ bình phục. Đoán rằng khi mà cô ta lại bước lên đảo này, cô ta cũng sẽ thấp thỏm bất an như cô. Na Lan lên xe taxi, trên đảo chỉ có vài chiếc taxi, đưa cho anh lái xe địa chỉ của Tần Hoài. Anh ta trộm nhìn Na Lan qua tấm gương chiếu hậu. Trở thành tư liệu để nhân dân bàn tán, liệu có được coi là một thứ cống hiến cho xã hội không? Khi còn cách nhà của Tần Hoài 200-300 mét, Na Lan bảo anh lái xe dừng lại. Cô bước vào một con đường nhỏ, đến bên một khóm cúc kim tuyến. Những cánh hoa vàng ống ả lả lướt buông xuống, đang long lanh những cái hạt sương sớm mai như là những giọt lệ. Na Lan ngẩn ngơ đứng đó rất lâu, ôm choàng một nụ hôn hơi chát
lại pha vị thơm nồng, bao tình quyến luyến cùng thấm sâu vào máu thịt. Căn nhà gác vẫn đang ngóng chờ, nhưng mà người nay ở đâu? Nhưng Na Lan biết rằng ở nhà của Tần Hoài đang có người. Tiếng đàn piano chơi khúc nhạc đồng quê của Beethoven chưa thật nhuần nhị, nhưng mà có thể nhận ra nét sinh động trong những câu nhạc, thậm chí còn phản phất một nỗi nhớ nhung. Na Lan đẩy cánh cửa đang khép hờ, Tần Mạc đang chơi đàn. Quân Quân đứng ở bên cô bé. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của Na Lan đã đẫm lệ. Na Lan đẩy cửa đang khép hờ, Tần Mạc đang chơi đàn. Quân Quân đứng bên cạnh cô bé. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của Na Lan đã đẫm lệ. Cô nhìn thấy niềm vui khác thường của Tần Mạc đã trở lại với cây đàn, nhưng mà không nhìn thấy nỗi hụt hẫng của Tần Hoài. Thấy Na Lan đẫm lệ, Quân Quân cũng rơm rớm nước mắt. Cô bước đến ôm chặt Na Lan, cả hai cùng khóc. Sau một hồi, Quân Quân nói, anh ấy đi rồi, đi xa rồi, chắc đã đến huyện mai trước. Qua ba du sinh, Na Lan đã biết Diệt Tuệ và Quảng Phu Nhân được chôn cất ở một nơi. Sau đó, anh ấy sẽ đi Vân Nam, nói là sẽ đến một nơi vắng vẻ nào đó một thời gian, thu xếp ổn định mới trở về đón Tần Mạc, rồi sẽ hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới. Na Lan bỗng nhớ vụ Tần Hoài đơn phương đánh cược khi mà cô và anh gặp nhau lần đầu. Nếu anh hoàn thành được cái bản thảo đúng thời hạn, cô phải cùng anh ăn tối. Lòng cô se lại, mũi thấy cay cay. Tên bữa tối xa xôi lãng mạn ấy, chắc có lẽ nàng ở nơi nào. Quân Quân không biết Na Lan đang trộn rộn bao nỗi niềm, tiếp tục nói, xong bản thảo chủ yếu sẽ là điều trị thôi. Na Lan ngạc nhiên, sao? Tôi tưởng vết thương do đạn bắn vào vai của anh ấy đã lành rồi mà. Vết thương ấy gần như đã lành. Khỏi cần phải giải thích thêm nữa, Na Lan đã hiểu rồi, vết thương nặng trong lòng của Tần Hoài chưa lành. Quân Quân hỏi, cô tìm anh ấy? Thực ra tôi đến để chào từ biệt anh ấy. Từ biệt? Cô định đi đâu sao? Về nhà, về với mẹ tôi, để mà điều trị vết thương sao? Quân Quân rất là thông minh. Na Lan gật đầu rồi chào từ biệt cô. Quân Quân bỗng nói, có một câu này anh ấy muốn tôi nói với cô. Vụ cá cược giữa hai người anh ấy không có quên và sẽ không thua. Anh ấy muốn cô chuẩn bị đi. Na Lan bỗng xốn xang, trước mắt cô lại là một vùng nước bao la có niềm vui, nỗi nhớ và cả một sự lúng túng nữa. Cô tạm biệt khúc nhạc đồng quê, mở cửa bước ra, đi vào màn sương khói. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Tử Hồ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.